vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ là địa bàn đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước. Vùng này có vị trí trọng yếu trong chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, là cửa ngõ ra biển cả và bệ đỡ cho các tỉnh Tây Nguyên. Ngoài ra, vùng còn kết nối hành lang kinh tế Đông Tây và có quan hệ chặt chẽ với Tây Nguyên cũng như các nước láng giềng như Lào, Đông Bắc Campuchia, Đông Bắc Thái Lan và Myanmar. Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ gồm 14 tỉnh và thành phố từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, chiếm 50% số tỉnh giáp biển của cả nước. Vùng này có diện tích lớn nhất cả nước, gần 9,59 triệu ha, chiếm 28,93% diện tích cả nước, và đường bờ biển dài 1.800 km, chiếm gần 60% chiều dài bờ biển cả nước. Vùng hiện có 9 sân bay và nhiều cảng biển lớn. Đối với phát triển của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ, cần có sự đầu tư và phát triển hạ tầng giao thông, cảng biển, sân bay và tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế biển và du lịch phát triển. Tốc độ đô thị hóa của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung đã vượt trội so với trung bình cả nước, đạt khoảng 1,2% mỗi năm. Các đô thị lớn trong vùng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của tỉnh lẫn cả vùng miền Trung. Hiện có nghị quyết riêng của Bộ Chính trị nhằm thúc đẩy sự phát triển các tỉnh, trong đó đô thị được coi là động lực chính. Điều này giúp các địa phương tập trung vào việc xây dựng giải pháp cụ thể và huy động nguồn lực. Tuy nhiên, hệ thống đô thị trong vùng cũng đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, đặc biệt là về biến đổi khí hậu. 12 phần 14 tỉnh trong vùng sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, gồm ngập lụt, suy giảm nguồn nước và xâm thực mặn. Điều này đặt ra thách thức lớn cho mục tiêu phát triển bền vững. Cần có sự chú trọng đến việc xây dựng hệ thống đô thị chống chịu biến đổi khí hậu và sử dụng tài nguyên nước một cách hiệu quả. Các địa phương cần tập trung triển khai các quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước đối với vùng, thực hiện đồng bộ quy hoạch và phát triển đô thị theo tinh thần Nghị quyết số 06/NQ-TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 148/NQ-CP của Chính phủ, đồng thời triển khai Nghị quyết số 26/NQ-TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung đến năm 2030. Cần tập trung vào quy hoạch, xây dựng và đầu tư phát triển đô thị, kết nối hệ thống đô thị trong vùng và với hệ thống đô thị toàn quốc Bắc Trung Nam. Các đô thị lớn cần nâng cấp hạ tầng để tăng khả năng kết nối trong và ngoài vùng. Cần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi.